Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, huyện Kiên Lương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Trong đó, chương trình đổi rác thải lấy quà tặng được huyện triển khai trong những ngày qua đã mang lại hiệu quả tích cực. Đây là chương trình đổi rác thải lấy quà do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Lương và xã Bình An phối hợp với công ty xi măng Insi Việt Nam tổ chức tại xã Bình An. Tại chương trình, khi người dân đem những vật dụng như là pin, thiết bị điện tử hư hỏng, chai nhựa, bọc ni lông sẽ được nhân viên công ty Insi và đoàn viên thanh niên địa phương phân loại và người dân sẽ được nhận các số điểm tương ứng. Từ những số điểm nhận được, người dân sẽ đổi lấy những phần quà như là gạo, đường, bột ngọt, nước tương, sữa, dầu ăn. Với ý nghĩa thiết thực, chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương. Hôm nay nhờ có chương trình đổi rác thải, đổi rác nhận quà đó, tôi cũng đem rác lên đổi mà cũng được nhận quà. Và chương trình này rất có ý nghĩa là góp phần bảo vệ môi trường. Thì mình có đem đi đổi rồi mình tuyên truyền cho bà con xung quanh đem lên đổi. Từ những chương trình như thế này nhằm hướng đến việc nâng cao ý thức của người dân địa phương trong bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của việc phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt, sản xuất, làm ô nhiễm môi trường sống. Rác thải thay vì bị bỏ đi hoặc đem đi chôn lấp thì có thể được phân ra thành 3 loại: rác thải nguy hại, rác thải tái chế và rác thải điện tử. Thông qua chương trình đổi rác nhận quà thì cũng mong muốn gửi đến một thông điệp đến tất cả các bà con trên địa bàn là chúng ta hãy hướng tới một lối sống xanh để bảo vệ môi trường, nhằm góp phần là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như là phân loại rác thải tại nguồn để hướng đến một cuộc sống xanh. Chúng ta góp phần vững xây cuộc sống. Đó cũng chính là thông điệp mà Insi Việt Nam luôn muốn mang tới cho tất cả bà con nông dân trên địa bàn của huyện Kiên Lương. Trong cái thời gian tới để đảm bảo mà nhân rộng cái mô hình này thì Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ phối kết hợp với công ty Insi và các cái tổ chức khác, các cái công ty đơn vị trên địa bàn huyện để mà nhân rộng cái mô hình này nhằm để mà triển khai rộng rãi đến cái cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện nhằm cái đảm bảo môi trường của huyện là hướng tới là huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong cái thời gian sớm nhất. Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Từ những mô hình hiệu quả như thế này, không những giảm rác thải ra môi trường, người dân sẽ dần hình thành được thói quen, xem đó là việc làm có ích và vận động tuyên truyền mọi người cùng thực hiện, cùng chung tay bảo vệ môi trường, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.